Tháp tài chính Phương Trạch cao 108 tầng là trọng tâm của bản đồ án quy hoạch trục đô thị Nhật Tân Nội Bài, sẽ hình thành nên một siêu tổ hợp công trình trung tâm thương mại trong tương lai nằm ở phía Bắc Hà Nội, được phát triển bởi liên danh Việt Nam Nhật Bản, sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Theo thông tin về không gian kiến trúc quy hoạch, yêu cầu chiều cao công trình sẽ thấp dần về phía sân bay Nội Bài và cao nhất là khu vực tháp tài chính thương mại Phương Trạch. Trong đó, đoạn 1 gồm các công trình có chiều cao tối đa khoảng 7 tầng, đoạn 2 các công trình có chiều cao tối đa khoảng 20 tầng, đoạn 3 các công trình có chiều cao tối đa lên tới 108 tầng. Bản quy hoạch đồ án nêu rõ yêu cầu phát triển tổ hợp công trình trung tâm tài chính thương mại Phương Trạch làm điểm nhấn chủ đạo cho khu vực Bắc sông Hồng. Các công trình cao tầng dọc tuyến đường Nhật Tân Nội Bài và quốc lộ 5 kéo dài sẽ tạo nên bộ mặt đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ, hài hòa gắn kết tương quan với các không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh. Tổ hợp công trình trung tâm thương mại với tháp tài chính Phương Trạch là một trong những không gian trọng yếu nối kết khu trung tâm thủ đô với không gian cửa ngõ hàng không của quốc gia, nơi tạo lập các trung tâm dịch vụ công cộng của thủ đô gắn kết với các không gian mở của khu vực phía Bắc và cảnh quan tự nhiên hệ thống không gian xanh mặt nước, sông Hồng, sông Thiếp, đầm Vân Trì, đầm Xuân Du, sông Cả Lồ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đồ án quy hoạch trục Nhật Tân Nội Bài được triển khai nhằm tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long Hà Nội với ý tưởng chính là rồng đuổi ngọc. Xương sống chính là tuyến đường cao tốc kết nối từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố, đầu rồng quay về sông Hồng, hồ Tây. Sau khi tháp tài chính Phương Trạch được xây dựng xong với 108 tầng sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Hà Nội và cũng là tòa nhà cao nhất Việt Nam, tạo nên đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế của khu vực Bắc Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, giúp thay đổi diện mạo kinh tế nói chung của thủ đô Hà Nội.